đưa bạn gái về Việt Nam, đặt villa được tinh tinh khủng. Đặt villa nhận được một số tiền khá lớn từ người anh em thân thiết trong ngày đưa bạn gái về Việt Nam. Cách đây một tuần, đặt villa đã đáp chuyến bay trở lại Indonesia để đoàn tụ với bạn gái viết here. Đây là lần thứ hai chàng hot tiktoker sang đây thăm bạn gái sau gần 7 tháng yêu qua mạng. Mục đích của chuyến đi lần này là ngoài câu trả lời sáng tỏ nhất cho tin đồn chia tay thời gian qua, đặt villa muốn xin phép mẹ viết here để đưa cô nàng về Việt Nam chơi, tham quan và tìm hiểu nhiều hơn về đất nước hình chữ S. Sau một tuần ở quê viết here, tối ngày 11 tháng 5, đặt villa đã cùng bạn gái trở về Việt Nam, đi cùng với viết here là Adi, người bạn thân thiết của cô nàng. Lần bên nhau này của cặp đôi tiktoker hẳn sẽ có rất nhiều kỷ niệm. Nhân dịp đưa thành công viết here về Việt Nam, đặt villa mới đây còn gây chú ý khi khoe được người anh em thân thiết mừng tiền khủng. Theo đó, người này đã chuyển khoản cho hot tiktoker một con số khá ý nghĩa 67.777.777 đồng, kèm lời nhắn chúc hai vợ chồng son về tới Việt Nam vui vẻ. Chuyện tình yêu vượt biên giới khoảng cách về ngôn ngữ văn hóa giữa đặt villa và viết here thời gian qua vẫn nhận được sự theo dõi của mọi người, phần đông ủng hộ và bày tỏ cảm động với tình cảm mà cặp đôi dành cho nhau. Đặt villa và bạn gái người Indonesia biết nhau từ tháng 8 năm 2021 qua một lần livestream. Ngay lần đầu trông thấy viết here, chàng hot tiktoker đã bị cảm nắng bởi gương mặt dễ thương của cô nàng. Sau buổi livestream, đặt villa chủ động nhắn tin làm quen, dù cách trở ngôn ngữ địa lý, song anh lại không cảm thấy đó là rào cản. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, đặt villa chính thức tỏ tình viết here. Trong cảm nhận của chàng tiktoker Việt Nam, viết here là cô gái thông minh, xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh.